quý vị và các bạn, vào dịp cuối năm, cao điểm của mùa khô này, các cánh rừng từ Bắc đến Trung Bộ và lên đến vùng Tây Nguyên luôn trong nguy cơ cháy cao. Sự chủ động tham gia của người dân luôn là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ rừng. Và khi sự chủ động ấy không đến bằng sự bắt buộc hay trách nhiệm, mà chính là tình yêu với rừng, thì hiệu quả cũng sẽ khác. Những cách làm của người dân Lâm Đồng sẽ cho thấy điều này. Như thường lệ, thời gian rảnh, ông Capron ở xã Gung Ré, huyện Di Linh lại lên rừng cạnh nhà để kiểm tra và phát dọn thực bì những điểm có nguy cơ xảy ra cháy. Lâm Đồng đang bắt đầu vào mùa khô, vì vậy việc chủ động phòng cháy rừng của người dân là rất cần thiết. Không phải là hộ nhận khoán, việc làm của ông Capron xuất phát từ tình yêu. Phải môi trường chung của xã hội, phòng cháy và chữa cháy. Nếu có gì trục trặc, chúng tôi phải báo là chính quyền để tập trung dập lửa. Cũng như ông Capron, ý thức bảo vệ rừng của người dân sống cạnh rừng ở Lâm Đồng ngày càng được nâng cao. Điều này được khẳng định khi nhiều mô hình tự nguyện phòng chống cháy rừng của người dân được thành lập. Phải bảo vệ rừng tốt, sạch, đẹp cho môi trường, nhất là mùa khô chữa cháy và phòng cháy chữa cháy. Lâm Đồng hiện có trên 532.000 hecta rừng, là địa phương có diện tích rừng lớn thứ hai so với các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, diện tích rừng nằm liền kề với khu vực dân cư chiếm khá lớn. Vì vậy, việc phòng cháy rừng tại địa bàn này những năm qua luôn được các đơn vị chủ rừng quan tâm. Năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 34 vụ cháy rừng, giảm trên 5% số vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số vụ vi phạm lâm luật và xảy ra cháy rừng ở địa bàn vùng dân cư có rừng giảm đáng kể. Ý thức trách nhiệm về rừng, người ta cũng đã hiểu, nhận thức được là cái biến đổi khí hậu nó rất là quan trọng đến cái đời sống con người. Đây là những cái nhân tố mà tham gia tích cực vào trong công tác quản lý của rừng. Và một số những cái hộ ở ven rừng nhưng mà cũng không phải là những người mà nhận khoán quản lý của rừng nhưng họ vẫn có tham gia. Với những lợi ích mà rừng mang lại thì người dân, không phải chỉ người dân được nhận khoán mà những hộ dân sống gần rừng, người ta cũng ý thức rất cao trong việc phòng cháy. Đây là những việc làm rất là thiết thực để người dân ngày càng ý thức hơn trong việc quản lý bảo vệ rừng tại địa bàn mình đang sinh sống. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã giao khoán gần 400.000 hecta rừng, trong đó diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 358.000 hecta cho các hộ dân, tổ và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Những lợi ích mà rừng mang lại không chỉ cải thiện đời sống người dân mà còn khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong công tác giao rừng để bảo vệ rừng hiệu quả. Và trong đó có vai trò rất lớn của những người dân sống gần rừng, mặc dù không phải là hộ nhận khoán nhưng đã giữ rừng bằng cả trái tim và tình yêu của mình trong suốt nhiều năm nay. Ra ngoài thị trường và sẽ được dán mác là đặc sản Đà Lạt. Chủ lô hàng này là ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuê lại căn nhà này để làm nơi tập kết hàng, cho biết.